không quá rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, chưa kể là cũng trải qua loạt trận giao hữu trước mùa với kết quả nghèo nàn khi chỉ thắng 1 sau 4 trận. Thế nhưng Leicester City vẫn khiến người ta phải nhắc đến mình khi vượt qua Man City với chiến thắng 1-0 trong trận siêu cúp Anh, qua đó được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới 2021-2022. Dĩ nhiên thì danh hiệu này có được cũng một phần là do đối thủ không tung đội hình mạnh nhất vào sân. Tuy nhiên ít nhiều thì điều đó cũng cho thấy thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Nên nhớ trước khi mùa giải này diễn ra đã có nhiều lo ngại với bài cáo, nhất là về nhân sự khi họ chia tay hai công thần là Wes Morgan và Chris Delphos, trong khi ba cái tên được mua để thay thế có cựu trung vệ của Southampton là Ryan Pechan là có kinh nghiệm. Còn Samore hay Bastian Daka vẫn là rất trẻ và lại lần đầu tiên được chơi tại giải Ngoại Anh. Sự lo lắng ấy cũng đã được bộc lộ qua kết quả giao hữu mà họ phải đón nhận như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên thì chiến thắng trước Man City vừa rồi đã xóa tan đi mọi lo ngại và điều đó cũng giúp làm tăng niềm tin cho họ ở vòng mở màn tới đây. Khi có cuộc chạm trán với Wolverhampton, nhất là khi còn được chơi trên sân nhà. Trong quá khứ, bảy cáo thường xuyên có kết quả tốt khi tiếp đón đối thủ này tại King Power, cụ thể như 4 lần gần nhất đã thắng tới 3 và chỉ hòa 1. Hơn nữa, sự ủng hộ còn đến từ chính đối thủ của họ khi mà đội bóng này đang dần bước vào giai đoạn xuống dốc. Bắt đầu từ mùa giải vừa rồi, khi thay vì cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu, thì họ phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trước mùa giải mới, sự lo ngại còn tăng lên khi huấn luyện viên Santo rồi các cầu thủ như Patricio, Mier đã nói lời chia tay. Trái lại, ở chiều đến, đây là những cái tên không có gì nổi bật. Còn với tân huấn luyện viên Bruno Lage, thì dấu ấn để lại cũng chưa nhiều và sự ổn định vẫn chưa được thể hiện như ở 7 trận giao hữu gần đây, dù đã thắng 3 nhưng cũng để thua 3. Chính vì vậy mà hy vọng vào một kết quả tích cực cho họ ở chuyến làm khách đến sân King Power tới đây là rất thấp, thay vì đó là niềm tin lại càng tăng lên cho bài cáo. Trên sàn giao dịch châu Á, điều đó cũng được thể hiện khi Leicester City đã chấp tới 3/4, nên biết rằng trong cả 3 lần tiếp đón Wolverhampton gần đây họ chỉ chấp 1/4. Chính vì vậy đây thực sự là cái tên đáng để đặt niềm tin ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, chứng kiến các trận gần đây của hai đội mặc dù chỉ là những trận giao hữu nhưng không thấy được sự cởi mở trong lối chơi của họ. Điều đó cho thấy xu hướng chơi thiên về chắc chắn của hai đội ở mùa giải mới. Và cuộc đọ sức tới đây với mức kèo tổng bàn thắng cũng chỉ được niêm yết ở mức không có gì nổi bật là 21/2. Cùng điểm ăn thấp cho cửa xỉu, mốc dưới được xem là lựa chọn phù hợp hơn.